Hello, xin chào mọi người. Tôi ở trong phòng, tôi thấy ý, nó đi làm nó cầm theo máy thở đấy. À, Dương à? Tao ở trong kia tao thấy mày cười to quá, tao phải ra đây. Tao thấy bảo đi. À, tao quay được rồi. Đông thế, đông thế, đông thế. Quay được cái anh đang bảo á? Ừ, không. Mày cười lại đi. Mày cười như bữa nãy tao nghe thấy. Tất cả mọi người im lặng để làm anh rồi đang về về ghép cắt cắt giật giật nào. 2 3. À, cười đi. Không, cười đi, về ghép cắt cắt giật giật xong rồi nào. Đến cái đoạn nào cười. Bình thường mình ghép cái nhạc cười mà nó dài dài một tí là nó sẽ bị vi phạm bản quyền đúng không? Đúng không? Bây giờ bạn cười đi, cười dai tầm độ 1 phút ở đoạn đó tôi không ghép. Ờ lấy nguyên này để ghép meme làm meme. Em cười trên rắn đáng yêu lắm mọi người. Em đi quay lên cái mày đọc cái chữ áo trên chữ Phan Anh đi. Thích xem sách. Thích essential. Nó là giới tính. Thế tao có bảo gì đâu. Thế tao có bảo là không thích không phải giới tính. Tao phải chỉ bắt cận ánh mắt thì nó ánh mắt của mày mới bất thường ấy nhá. Mắt mày nói chuyện với nó là phải nhìn thẳng vào mắt nó, mày đừng có nhìn xéo xuống mày hiểu không? Mày quay đây, anh quay đây, chỉ zoom cái nào, quay đây, đấy, đấy, nó quay, nó nói chuyện ngọc ánh mắt, nó cứ nhìn xuống, chết rồi. Thế mà kêu, tao không nghĩ gì. Thế bây giờ mày đợi tiền đúng không? Dạ. Mày đợi tiền đúng không? Không, em đi đây. Em chỉ hỏi Phan Anh nhá, ví dụ em nhìn từ trên này, dưới này thì em sẽ, ví dụ nhìn cái gì nó đập vào mắt em đầu tiên. Toàn cửa kính. Chỉ tính cái cửa kính thôi. Thôi nhìn cái viền kính. Thế em đi vào cửa, đẩy cửa vào thì cửa gì? Đẩy cửa vào. Đấy. Thôi thì lỗi mày. Sao cái tay nó bị thế nào? Một người dị thường. Thôi đợi Tuyền à. Nắm tay người ta đẩy cửa. Đợi Tuyền một tí gọi điện, em không đi à? Bảo thằng điên. Nó chửi cho nhục. Quá nhục. Chả nhục mấy. Vì người mình thích nên chả nhục nữa. Hôm nay lúc nào xong lại nhớ gọi để làm thử thách nha các bạn, fan thích thử thách đấy lắm. Từ từ cho các bạn xem hình xăng của nó. Cái gì, nghĩ cái gì? Tưởng hôm qua không cất giày. Đứng im. Đứng im, bỏ chân ra đây tao xem nào. Mày cho tao xem cái hình xăm này. Phi Long, tao sẽ hỏi Phi Long xem đấy là cái hình xăm nó ý nghĩa gì. Hàng hay chơi thân với nhau mà rất hay đưa nhau đi massage thì chắc chắn là nó sẽ biết hình xăm nó là gì. Mày chơi với thằng Phi Long mày đi massage thôi em ạ. kêu rồi, đúng là không phải. Thôi. Em đi đúng một lần. Vậy tao cứ từ với Long phải là im, mày để im tại sao nào? Mày chưa rồi. Thế mình sẽ hỏi Tuyền xem hình xăm cái gì. Ngóng anh lúc nào mình rảnh mới tia xem cái xây hình chân hình xăm ở cái chân thằng Phan Anh nó viết gì nhá. Eo ơi, xăm anh xăm ở chân á. À, nó xăm ở kia kìa. Lấy. Cái gì? Nó xăm một đường thẳng từ chân lên bẹn luôn. Ui. Lúc nào anh cũng tỏ ra anh ấy là một good boy, một good boy. Thế thì tao mới bảo là về lúc nào mình rình xem là nó xăm cái chữ gì ở đấy. À, không phải, nó dài lắm anh ạ, nó dài lắm, nó phải dài lắm. Ở Dương, để tôi kiểm tra xem mà. Dương, mày xắn tay áo lên chị xem nào. Mày không ghẻ các bạn ạ, không lây. Các bạn đều biết là ai? Gầy. Đây là cô gái đang cố gắng xuống 49 cân. Cố lên em. Hôm nay vẫn ăn salad full topping mayonnaise chứ? Thế sáng nay ăn gì? Nhớ phải ăn đủ đạm. Anh đoạt à?
À hôm nay bọn này là quay hai anh em. Mùa hè đến rồi sao các bạn ạ? Chắc là không còn đợt không khí lạnh nào đâu. Thế này chị ơi, bắt đầu mùa em thấy em đen đen rồi đấy. Mặc như tao này. Thế mình mặc này xong mình mặc áo sơ mi dài cũng đẹp mà. Nó quàng cái này lên đẹp nhỉ. Ôi bây giờ ôi hôm qua phải mua ba cái quàng quàng lên luôn sao? Mua nhiều cái quàng quàng quá. Mua vành dầu gì anh? Anh quay phim gì? Anh em mua thảo. Chưa. Mày nói lại đi nhanh lên. Em bảo là chị chiều nay có chơi tiếp không? Ý là chả kéo hôm qua đi chứ gì? Dạ, không hôm qua là hôm qua, chị bảo hôm qua là hôm qua mà hôm nay là hôm nay mà. À, hôm trước thấy trà sữa rồi anh Phan Anh ạ. Thì hôm qua chị Hiến đã đưa tiền đâu. Mày bảo Hiền order đi, xong tao thanh toán. Chưa. À vậy hả? Ừ. Để hết giờ em vào tới phục thú chị. Được. Ôi, bé chị ơi, thắng uống trà sữa thắng mà thua uống người thua chảy còn bao phải nhá. Thế bây giờ chỉ có cái gì? Chỉ có tao mày thiệt thôi chứ đừng ăn làm gì thiệt. Đúng rồi, chị em mình thiệt quay đi của lại, chị của em không, nó bảo là đến cả mẹ nó còn không nhận ra thì thằng này tuổi gì. Bởi vì anh ở với em nhiều hơn mẹ em ở. Đây. Từ sáng đến tối nhá. Nhưng mà từ lúc nó trưởng thành rồi nó xa mẹ rồi. Ừ. Quá tự tin. Rất tự tin. Để tao nhắn tin để chết nha. Chơi chúng nó đánh nhau một trận rồi chị ạ. Đánh bao giờ? Một phép của chị Vân ơi, chị đúng không? Ừ. Cái loại. Quán của. Con này còn mặc áo đôi tông xẹt tông nữa. Ừ, em ơi, cái sao vậy? Và hiểu. Em nên mặc quần trắng thôi, nhưng mà quần trắng không hợp lắm nên là đen. Là đen. Này mặc quần xám là hợp. Hợp gì? Màu xám với màu xanh rất hợp. Thế màu trắng hay màu đen nhỉ? Cái gì trắng hay đen? Đó là bảo quần. Quần màu xám. À quần là màu xám. Màu đen trắng. Chỉ có hai màu trắng và đen thôi. Em không mặc màu xám. Màu đen. Anh đi ra ngoài kia quá đấy. Mà em quay đâu? Ở đây. Là trà sữa đã mua về vì tôi bị thua kèo. Ngày mai tôi sẽ lật kèo các bạn ạ. Ngày mai tôi sẽ được uống trà sữa phở di của Phan Anh. Ngày mai tôi sẽ đòi mai cho mọi người uống hai lần. Buổi tối các bạn ạ. Đây buổi tối. Nên Nhân vào vai gì đây Nhân? Em vai của bé shipper. À shipper. Ngủ trên ghế xe chủ tịch và yêu chủ tịch. Một câu chuyện rất là ngôn tình. Anh ơi, nó đang không có sáng, nó đang xinh. Trong cam của em nó sáng hơn mắt mình. Thề về xem lại vlog đoạn này sáng trắng xinh. Ừ. Cho cái đèn vào kia lóa mất hết nét luôn. Đang mũi cao thành mũi tẹt luôn. Chị ơi, vấn đề là em vừa cân là em đã giảm được 2 cân. Thảo nào thấy bụng bé thế. Bây giờ là còn 50 cân thôi. Thế có xuống 49 cân không? Có chứ. Thấy ước vọng trong công ty cô nào cũng ước là 49 cân. 48 ấy, em nhất định em sẽ xuống 48. Tao 59 cân là còn chưa kêu này. Không sao đâu chị ạ. Thế tại sao mày lại phải 49 cân mà tao 59 cân tại tao lại không sao? Tại vì chị ngon rồi. Ai cũng đều không vừa lòng với bản thân mình cả. Không sao, em cảm thấy rất hạnh phúc. Lên video bây giờ là trông em cũng rất là gọn gàng. Ừ, được rồi. Thế vì nó phải lên phim nên nó phải gầy hơn bình thường ấy các bạn ạ. Tôi không phải lên phim thì tôi hơi béo tí thì nhìn cho nó đã mắt. Còn bọn này nó lên phim, ví dụ mà nó tầm 55 cân lên phim thì trông phải như 60 cân ấy. Còn nó 49 cân thì lên phim nó ở ngoài nó hơi gầy tí nhưng mà lên phim thì nó vừa. Em đã sắp vừa rồi. Ừ, bây giờ là buổi tối 8 giờ, 8 rưỡi nhá. 9 giờ. 8 giờ nào đây? Rồi vẫn đang rất là miệt mài quay phim. Vlog, anh em quay đi. Mọi người nhớ follow mình để mình có động lực. Mọi người hãy xem vlog, nhận nút bạc rồi đã bắt đầu bỏ vlog. Đâu? Chưa nhận à? Trước khi nhận nút bạc mà đã bỏ vlog. Ừ, chán rồi. Đấy, mà là chủ tịch Phạm Nhật Dương đã lên xe. Hai tông da khác nhau vãi chưởng. Một đứa trắng hồng, một đứa nâu. Nâu đất. Cả sữa chân châu đừng đen.
Thôi mình đi chỗ khác à. Đây cảnh quay đấy, đây. Rồi, đây, cắt làm sao cắt cái này là nửa mặt tí. Cắt ngang mặt nó nhìn được. Hello, xin chào mọi người. Đây là buổi sáng của chúng tôi. Rất gầy. Mày không phải che. Ai cũng biết hình ảnh chồng công của nó mà nó phải che. Nếu mà nó không che thì không ai chú ý đâu. Nhưng nó che thì ý là a xem đi này. Không phải đâu. Chị quay lén đi. Hả? Chị quay lén mấy lần rồi. Rồi. Và các bạn đã cắt giật chưa? Các bạn đã up cắt giật chưa? Cắt giật rồi. Hiện tại. Thế ơi, lên tao cái túi. Đó. Trên máy không nhá. Kiểu ở ngoài đời mình ở trong phim mình chị đại nó, nhưng ngoài đời mình cũng men men mé làm chị đại nó rồi. Bảo gì nghe đấy rồi ngoan phết. Đây là xinh xinh cái góc này, cứ đừng cười. Nào quay giả vờ trang điểm xong quay đây là xinh hơn nè. Rồi quay đây nè, quay nè. Đừng cười. Đấy rồi xinh, về theo lại vlog nhá. Nào đây. Ngọc. Không nhìn thấy đâu, mày nói tao mới biết đấy. Mình lại lên tầng 3 thôi. Tao thấy một con người đang rất ốm đau khổ sở. Ây, bắt đầu nó đi nó lan truyền virus cúm cho công ty. Nó đóng cửa, chốt cửa nó để mình không vào mình quay vlog được các bạn ạ. À. Chốt cửa luôn. Không phận sự miễn vào. Làm gì đấy, mày làm gì đấy? Tha cho nó các bạn ạ. Tha. Đây mới tầng 2 thôi. Đây mới lên tầng 3. Chú Hoàn tập hóa các bạn ạ. Giặt là thuê. Ở nhà chú Hoàn có quả mới giặt 5 cân và chú mở hiệu giặt là thuê. Anh phải là bằng cốc nước nóng mới đúng anh ạ. À. Là cơ học anh. Đây là Sapa 17 độ, rét quá. Đâu? Thôi đi. Tao nhìn thấy mà mắt tao tinh mà. Thích gì? Em thích bộ của chị đấy. Ừ, bộ này không đẹp mấy, tao có bộ cũng dáng như này nhưng mà xinh. Ôi tao mẹ nó đâu bát nữa. Tao không bát nữa. Tao cho. Hả? Không, không cho chúng mày. Cho em tao. Rồi vẫn đang rất là trang điểm ấy. Mình xấu á, mình trong gương mình xấu á. Chật thế à? Không, xinh mà. Thấy chưa các bạn, nghe thấy chưa? Nhà có anh trai chú trước các thứ gì mai mối hết vào đây. Diễn viên tự nhiên. Không, chỉ cần đẹp trai và tốt bụng là được. Đẹp trai và tốt bụng. Không, em chỉ cần 4 cái tế thôi. Ừ, 4 cái tế à? Tử tế. Tử tế, kinh tế à? Cái gì nữa? Mày lắm tế thế. Tinh tế à? Tinh tế. Tử tế, kinh tế, thực tế. Tinh tế. Thế thôi. Thế là mày đòi hết rồi đấy. Người ta được cái nọ mất cái kia mà bảo sao ế không có người yêu. Ơ, ai bảo? Thường các bạn không? Sớm muộn gì cũng có à? Cứ ngồi im tình yêu sẽ tới. Nằm được, ngồi được. Ơ, chị ơi, xấu quá. Môi chứ môi son. Trong này có ai xấu không? Trong này có ai xấu không? Chả ai xấu. Anh xinh mà, xinh mà thề. Đây này, tôi đấy xinh này mà nó kêu xấu, xinh. Hồi này nha, thăng hạng. Được. Đây, tuyết ruồi. Sao tuyết ruồi hồi này trông ngô nó phì nhiêu thế nhỉ? Thảo nào hôm trước thấy lên thấy hỏi tôi dùng máy chạy các bạn ạ. Cái gì nó cũng có lý do cả. Thế tự nhiên hôm nay ai nhắn tin cho mình hóa ra thông báo thời tiết. Khổ.
một cách phích lách sự cô đơn rất là tinh tế. Nó đang đánh khối gì mà nó đánh ở khóe mồm mà các biết kia. Không phải đây là không phải khối mà là đánh che khuyết điểm. Không phải che khuyết điểm. Xin đây là đầu tiên nhìn thấy cách trang điểm như thế đây. Thì làm gì ấy? Không biết. Phủ. Thế nó phủ bằng cái đây. Này nó không thể bám mép em được. Không phải cái mép em ơi, không phải cái mép. Khóe miệng em được nên để em cho cái thật là vãi trưởng. Thế bây giờ mày lấy cái to đấy xong mày phồng cái chỗ đấy ra ơ. Nhưng mà nó không vào trong cái này được, không vào trong cái chỗ này được. Thật là thú vị. Đây là vân tây. Mũi đốt chi chít mặt nó này. Ngủ không mắc màn, đi sang phòng sang con mày ngủ nó không mắc màn cho mày à? Không, em ngủ nhà em ạ. Ôi giời ơi. Nhà em không bao giờ để mặt. Buồn không các bạn, tôi cứ nhìn thấy nó tôi nhớ hai con mèo tôi. Mặc dù bán thì nó lấy tiền nhưng mà nó mất tôi tiếc. Để cho mai để tiếp rồi mua tiếp nhá. Thôi chị ơi, nhà em có duyên nuôi mèo hay sao ấy. Ờ. Đi hết. Ờ. Cứ thả lông nhông rồi không Thiến nó đi lo nhà đi. Không Thiến nó đi. Không, thế chả thế à? Người mà không Thiến nó đi. Đến tuổi cập kê, đến tuổi tìm tình yêu thì nó phải đi tìm. Nhưng nó là quy luật tự nhiên, bản năng sinh tồn này. Nhưng mà con bông ấy, con mà tay cú bê nó có hay đi đâu. Em thả ra nó cũng không bao giờ nó đi. Xong thì? Một hôm đến giờ nó đi luôn. Thế đấy không phải là nó không đi mà là nó chưa đi thì em ạ. Nó không bao giờ bước chân ra khỏi cổng nữa đấy chị. Kẻ lông tao. Mèo đẻ ra nhìn mèo con thích ơi là thích. Xong rồi lúc bán thì buồn, rất là buồn. Trong tiền tiêu sướng ơi là sướng. Đó chả thấy à. Thế bây giờ ai mua găng tay boxing đây? Ai boxing đây? Em ạ. Kinh rồi. Em quyết tâm rồi. Ừ. Chị công ty tháng năm là đi du lịch đúng không chị? Tao không biết. Thế tháng tư em sẽ lên em tập. Thế là mày chỉ cần đẹp có mỗi tháng 5 thôi, cả năm mày không cần đẹp à? Em không, em bảo em chỉ cần mặc bikini. Các bạn ơi, chị em phụ nữ rất buồn cười nhá. Ôi sắp đến Tết rồi, mình phải tập thôi để cho nó xinh. Bảo thế chỉ cần Tết thì mày cần xinh thì cả năm không cần xinh à? Ơ sắp đi du lịch rồi mình phải tập cho nó xinh. Ơ thế chỉ cứ đi du lịch mới cần xinh thì cả năm không cần xinh à? Mặc bikini em phải tập thế. Thôi, mày ăn ít cái mồm lại thì không phải tập. Không, cái vân á, nó không béo nhưng mà nó bị bẹo. Nó bị bẹo luôn không? Nhìn thấy người em rồi, em nhúc thịt nhỉ chị nhỉ? Nhúc à? Suốt ngày rủ nhau đi ăn bún chó này. Bún chó, ra đây bún chó mà. Vân nó không ăn bún chó đâu chị ạ. Ồ. Mọi người yêu chó. Mọi người yêu chó lại yêu về một thằng thích ăn thịt chó. Chị ơi, chị, nhà phải có người nọ người kia. Đúng rồi, nhà phải một quả trứng phải có người thích ăn đồng trắng, ăn đồng đỏ đúng không? Mà thôi tốt nhất là mày bảo nó bớt bớt rồi tao thấy nó sắp hút đến nơi thôi. Bây giờ chút nó vừa đi ăn xong chị. Ờ, bây giờ thẳng. Nó bảo rằng là nó không thích ăn bún chó. Ừ. Nó chỉ thích ăn thịt chó. Ờ, bây giờ tôi xin gọi là body Samsung thẳng răng con một tí. Để cho nó phải mở vlog xem nó nhục. Bây giờ nhá, bây giờ mà tôi để nó, tôi cầm cổ nó ở trên tầng 3 mà tôi ru vào cả nó và lăn bịch một phát từ 3 tầng, tầng 1 con đấy xong nó dừng lại ở đấy. Kiểu tròn quá. Vân vào đây là tăng. Ngày xưa cái Vân vào đây tôi nhớ là nó vào cái cân rồi. Tôi có một cái cân điện tử. Bằng mấy rồi à? Nó được 35 cân. Không 35 hay 36 37 cân ở cái cầu thang công ty cũ. Cái cân đấy nó đo đo chỉ số các thứ các kiểu. Tí tôi gắn link cân cho các bạn xem. Đo chỉ số lượng cơ, lượng mỡ, lượng các thứ thì đo con này lên nó được ba mấy cân ấy. Cái ứng dụng nó thông báo là bạn quá gầy, các chỉ số không đủ để sinh tồn. Các bạn đấy thì đây vẫn ở dưới phòng tao ấy, trên tầng 5 ấy là cái cân đấy đây, nhưng mà tao có kết nối app đâu, tao cân mỗi cân số không kết nối app thì nó hiện ra tất cả chỉ số cơ, mỡ, nước, rồi thì mỡ nội tạng, rồi các thứ. Thế mà bây giờ lại từ một đứa mà mới vào công ty, mới ngày đầu vào công ty, chỉ số sinh tồn đang bị đe dọa đến bây giờ nó phì nhiêu, nó phù thủng ra như này. Tại ở trong đấy đất nó tốt quá. Ui dồi ôi, ai tăng cân. Ôi, em thấy vào đây ai tăng cân, thằng Minh nó tăng phải chục cân. Ai rồi cũng phải tăng cân. Ai rồi vào gậy cũng phải tăng cân thôi, chứ tăng 3 cân thôi. Em lúc em vào đây là em 40, tầm 44. Ôi dồi ôi, ai cũng 5 cân, bây giờ em lên 49 cân. Ôi. Trong đợt Tết là 50 cân, hôm qua cân thử cân nhà chị là 49 cân 2 lạng. Ôi ai vào đây đều có con số cân nặng mơ ước. Nhiên tăng bao cân? Từ 48 lên 57 cân. 57 cân liền. Ủa các bạn ơi, hôm trước tôi mua bánh tráng.
thì tôi phát hiện ra một điều, tôi bảo là cái này nó không phải cắt, nó không cắt được, không biết là ừ. Sau đó tôi phát hiện ra là oh my god, tại sao mà nó mở ra được như thế này, mà tôi lại nghĩ là ở cái đầu này phải cắt đầu. Sau đó tôi nghĩ là thôi không cắt được đầu đâu, thì mình sẽ mở từ cái nút cổ chai này ra để mình phết. Là... một người hay ăn bánh trắng nhưng mà khơi mà ăn nhầm, một người hay ăn vặt nhưng ít khi ăn bánh trắng, chia sẻ quá là nhục. À, dưới kia ta còn 4 set nữa nhá, 4 set của Tuyết ship về nhá. À, ship về rồi à? Ừ, ship về. Mọi người mua bánh tráng ở link bên dưới vlog của chị Yến nhá. Ừ, mọi người mua bánh tráng nhá, nhưng mà cũng được, một lọ. Bánh tráng ủng hộ Tuyết ở link bên dưới vlog của chị Yến nhá. Mày điên à, dưới link vlog là link của tao. Thôi thế. Em lâu lắm vlog của em về kể đến rất là lâu rồi chưa thấy lên cái tiếp theo. Ừ, Tuyết nó đi làm nó mang theo cả xịt kính đi làm ấy các bạn. Không phải xịt kính mà đây là xịt muối. Vào trong làm muối dính mướn. Cái gì? Muối gì? Mướn. Mướn. Con mướn ở quê đi không? Không, các bạn ở quê mà bạn có con mướn đó. Con mướn là cái con gì? Tôi lần đầu tôi biết con mướn rồi này. Ở quê em mướn là con bọ gà. Con mò khổ. Không phải con mò khác, con mò là người vườn khác. Vãi cả trời, tí rồi tắt vlog để xem, để tra Google xem con mướn là con gì. Thật là vãi trời. Quê các bạn có con mướn không? Các bạn comment tôi xem cái, hay là một mình tôi ngu học tôi không biết. Các bạn phải cho tôi biết. Vân biết con mướn là con gì không? Người đầu tiên em nghe. Quê Tuyết đâu chứ? Đó, tạo ra một cái vlog là con mướn là con gì hả? Hả? Sông Lô à? Em nói một câu gọi là quê hương Sông Lô đây nè. Quê hương Sông Lô của em cũng là Vĩnh Phúc Thọ. Quê Vĩnh Phúc thôi. Em. Thế cái chỗ nào mà nói nó cứ luyến láy nhỉ? Luyến láy á, ở Cao Phong. Nó mới nói nào? Em không nói được giọng bao giọng lơ lớ gần như kiểu vùng Yên Lạc. Đi đâu đấy? Đấy. Đi đâu đấy? Mày. Tôi ở Khách Quang cũng mày đấy các bạn ạ. Con chó. Ừ, em con chó, mày. Mày Khai Quang mới, còn Khai Quang cũ nó khác cơ, hiểu không? Em Khai Quang từ ngày xưa mà. Thôi. Nó đẻ ở đấy. Wow. Một chỗ khác nhau, có mỗi là ngày xưa ở. Vĩnh Phúc có những từ rất rất kỳ lạ, đặc biệt là con mướn. Đấy chốc. Bạn em ra, chốc là cái gì? Mị là cái gì? Đây mị. Ừ. Thế mẹ. Hôm nay đứa nào lên phim cũng mị nhỉ? Đứa nào với Quỳnh? Cái gì mị ạ? Tôi có mệt mỏi. Sao gãy á? Thôi bây giờ vẫn chuốt được, cầm như thế vẫn chuốt được, càng đỡ mỏi tay em ấy. Chuốt đi. Hôm qua media em cũng phải là chốc. Ừ. Không có Tuyết để vay media chốc được. Tôi phải sang bên này. À, bên này đóng cửa rồi. À có mở cửa. Alo. Vào được không? Ấy, vẫn quân số như thế. Không thừa, không thiếu. Thế chúng mày không nóng à đâu mà không mở cửa cho cái gió điều hòa, cái không khí Đà Lạt nó 16 độ nó tràn vào. Ở đây chúng tôi có một cây Đà Lạt các bạn ạ. Có một cây tỏa khí Đà Lạt đây. Đấy các bạn thấy Đà Lạt 21 độ chưa? Chành lèng lét này. À, cây tỏa khí. Các bạn vẫn rất thích màn, vẫn đang chờ đợi màn để Tuyến Tuyền trang điểm giống y nhau để chơi tiếp. Tao phải lấy lại ba mấy cốc trà sữa. Hôm nay có ai không đặt trà sữa mà không có uống không? Em có rồi nhỉ. Ờ thì tại sao thừa một cốc nhỉ? Em không có hay ai quên nhỉ? Không biết. Mà chúng ta thấy thật lẹ. Chị Yến ơi. Ơi. Cái gì? Đang rất trang điểm mà các bạn ạ. Thế nhìn sao nhá, tóc hai đứa này nó rất là sơ, nó rất là các thứ, nhưng mà tôi cứ thích sờ nhá. Để kiểm tra độ sơ chứ nó không sơ lắm đâu, thật đấy. Không sơ mấy đâu. Ừ, bình thường mà, chỉ chắc là chỉ có trên đầu người nào thì người đấy mới biết thôi sao ạ. Sờ bình thường mà nhìn cũng bình thường mà. Đây là em gội hôm qua mới gội đầu như thế chứ còn để hôm thứ ba mới chị sờ nên đang sợ. Như thế này là vẫn bình thường mà. Tóc của nhuộm màu đen lấy hết sơ. Không, nhìn hết sơ thôi, còn người biết sơ nhất là người tóc ở trên đầu. Tóc nó vẫn dày lắm các bạn ạ. Vâng, từ trước đến giờ là đã tẩy tóc khoảng mấy chục lần rồi. À, không, em thì một lần thôi, không dám tẩy nữa, thì con này nó tẩy. Ừ. Em tẩy hai lần, xong bốc tóc. Nhưng mà con này nó cái nhiều lắm.
Ui, các bạn fan tinh với trưởng nhá. Thế các bạn xem cái mấy chúng phải xem comment cái vlog mà chụp khăn để nhận ra các bạn fan tinh vậy. Ừ, tại sao các bạn lại có thể tuyệt vời như thế nhỉ? Nếu không biết luôn tiên đọc mình mọi người lại nhận ra. Ừ. Thế thì thôi, bảo sao mình mất trà sữa. Đùa lạp kèo quá dễ luôn. Không, em thấy chị làm kèo dễ rồi. Thế bịt hết vào như thế rồi, tao cứ tưởng. Thôi, fan anh cả kia được nhận ra em tuyến hết rồi. Ừ. Thế khác nhau rồi đó. Ừ. Thế thì mắt tôi nhận ra rồi. Thế tao bảo mắt lác lên mà. Các bạn bảo là tại vì mắt cái tuyến nó sắc hơn mắt cái tuyến. Đây là mắt hai đứa nó đều dấu huyền như nhau mà các bạn. bắt đầu chúng nó sẽ tìm mọi cơ hội để dìm nhau bất kỳ lúc nào. Không để sót một cơ hội nào. Mình phải dìm gọi là hết sức hết cỡ. Rất là trang điểm lại. Trang điểm này xong rồi chưa? Mình có tẩy trang với mình trang điểm lại không? Dạ, em còn vẫn là xong ạ. Đấy, à đấy, thể già quá, ok quá là vãi trưởng luôn. Tôi một ngày tôi nguyên cái thời gian rửa mặt tôi đã rất mệt rồi. Rửa mặt nhiều thế á? Ừ. Sáng rửa mặt, trưa tẩy trang, bôi lại kem chống nắng. Chiều 5:30 rửa mặt. Tối về rửa mặt, chiều 5:30 tẩy trang. Tối về rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Đấy, thấy nguyên rửa mặt đã hết ngày à? Rửa 4 lần. Không, tẩy trang 4 lần rửa 2 lần. Còn Thảo Le thì 1 2 ngày không tẩy trang thì nó cũng không lên mụn các bạn ạ. Trông nhanh kẹo cao su nhất rất mất dạy nhá. Trông nhanh kẹo cao su mất dạy cực nào. Hiền à quay đầu cười Hiền xinh à. Đấy, trời ơi cười đàn nhân cách. Ai bảo cái gì? Em sáng tại sáng thì tẩy trang buổi tối mà. Ừ. Có tẩy trang bao giờ? Thấy là thế mặt mà da mặt nó gọi là vãi trưởng nhờ. Kinh khủng chưa? Ao ước ấy xin vía. Tầng 1 xin vía quỳnh gầy, tầng 3 xin vía da thảo, đứa nào có gì thì xin vía nốt. Ơ mình chăm xin vía xong ra mình cũng trộm vía. Tâm linh không đùa đâu. Ừ, tâm linh không đùa được đâu. Thế sao người ta em lại có mụn? Mày điên à, mày nhả vía sinh ra mày làm gì có mụn? Thắp 3 cân Thảo. Thế là có thể giảm được 55 cân so với Tết rồi. Ôi ăn Tết xong ai cũng béo. Oh my god. Ôi chị Yến xóa cái video Tết em 55 cân chưa đấy? Sao lại xóa à? Để không có dấu vết à? 55 cân nhưng mà nhìn cũng không khác bây giờ mấy đâu. Bánh trưng rán ngon quá. Ôi tập thể tôi thèm bánh trưng rán lắm nhưng tao không dám ăn. Em cũng thèm ăn. Bánh trưng mà bảo mẹ nhà mẹ rán con bánh trưng. Ui, nhà tao dằm lại còn vườn gói thêm một nồi bánh trưng nữa để ăn tiếp cơ. May quá mình không ăn cái nào, mình không lấy cái nào về để mình ăn. May quá. Nó để đóng cửa lại cho không khí Đà Lạt không tràn vào chúng nó nữa đi. Đấy. Mình lại sang bên này. Bên này vẫn chưa xong. Ông eo rất bé đấy, eo rất bé rồi đấy. Bạn nhìn nó đây. Dép của Tú Linh ấy. Đấy, em kinh không ấy, xem lại vlog của mày sướng. Ái à, rồi xong rồi. Ái xà, xà sướng. Có bản chân lăng lẽ. Nó vẫn chưa tô tròn các bạn ạ. Mày cứ ngồi một mình đấy thôi à? Có cảm giác thấy gì không? Em cảm thấy cô đơn. Thấy mất cô đơn rồi à? Thề nó ngồi nó có một nhúm này các bạn ạ. Có một nhúm mà. Ý là một nhúm bé xíu gầy vãi trưởng. 41 cân à? Đâu 41 cân đâu ra trời. 48 cân. Ui giời. Nè mà cho nó ngồi nó cầm cái xi lanh nó cũng giống phết ạ. Ui cầm xi lanh. Cũng giống ạ. Cảm thấy cô đơn thôi. Ừ. Cái chỗ mùa đông này chẳng ngồi cứ lên chỗ một mình ngồi cho kêu cô đơn. Tại em không leo người cao đâu. Tại sao? Đau chân. À. Đau chân lắm. Tháng nào leo thế thỏ hổ hển á. Sức khỏe cuồn cuộn ngồn ngộn này kêu đau chân lắm. Thế thì dấu hiệu của những người con tuổi. Xin lỗi đi, đứa trẻ con sinh nhật 1 tuổi xong là nó cũng có tuổi rồi. Chả đấy à?